Theo công ty tư vấn Oxford Economics, giá lương thực toàn cầu có thể sẽ chạm đáy trong năm 2024, nhờ đó giảm bớt áp lực lên giá bán lẻ. Yếu tố chính khiến cho giá lương thực giảm đó là nguồn cung dồi dào đối với nhiều loại ngũ cốc quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô. Sản lượng của cả hai loại ngũ cốc này đạt mức cao trong những tháng gần đây, khiến giá giảm. Theo số liệu của Factset, giá lúa mì kỳ hạn giảm gần 10% kể từ đầu năm, trong khi giá ngô kỳ hạn giảm khoảng 6%. Người nông dân đã đẩy mạnh canh tác cả lúa mì và ngô sau khi giá tăng do nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine năm 2022. Theo một phân tích của Oxford, sản lượng ngô toàn cầu trong niên vụ kết thúc tháng 8 năm 2024 có thể đạt kỷ lục. Sản lượng ngô cũng được dự báo đạt mức cao dù giảm nhẹ so với mức kỷ lục trong niên vụ 2022-2023.